Dạ, dạ con chào chú. Dạ, dạ thưa chú, thì hôm nay cho con xin phép được cùng chú mình trao đổi về những cái trải nghiệm trong cái thời gian mà chú hỗ trợ trị liệu với thiết bị GH. Dạ, thì đầu tiên thì chú có thể bật mí một chút xíu về cái thông tin cá nhân của mình được không ạ? Chú tên là Nguyễn Thắng. Dạ. Năm nay là 23 tuổi. Hiện cư trú ở 1754/11 phường 6 quận 8. Ồ, dạ. Thì trước kia là chú nói chung là chú cũng có nhiều bệnh lắm. Bệnh nói là nghe thường nhưng mà rất là nguy hiểm. Cái bệnh của chú là bị xưa ông bà gọi là hen suyễn, mà bây giờ thì gọi là viêm gì viêm khí quản, viêm phế quản đó. Bệnh nó nghe thường nhưng mà rất nguy hiểm, 3-4 giờ sáng là nó lên cơn, mà không có kịp xong cái này, xong mới lại thở hơi phụ á là chết liền á. Hồi đó chú có đi bệnh viện nhưng mà bác sĩ nói là cái bệnh này nó sẽ đi với ông suốt đời, là mình buồn lắm rồi đó. Qua một thời gian nó rồi nó lại thêm cái bệnh nữa, là thoái hóa cột sống, rồi thoái hóa khớp gối, suy giãn tĩnh mạch á, bệnh chú là nhiều đó. Chú đi bệnh viện nó trả cái mà thoái hóa cột sống cũng vậy, bác sĩ cũng nói là cái bệnh này thôi là ông cũng phải chịu suốt đời luôn. Chứ bây giờ cái cây cổ thụ cũng nghĩ là ông yếu nó mình già nó cái cổ thụ mà nó căng quên đi rồi làm sao mà quấn lại được. Mình nghe thì mình cũng rất là sợ, nhưng mà chú trong một thời gian đó thì chú có nghe người ta giới thiệu cho chú là tới cái hội trường Hạnh Phúc của Nhật Bản, nó là giáo các đồng gì á ở tại Công Biểu á. Chú đi vào hồi đó chú nhớ như là khoảng vào tháng 8 là nó tháng 8 năm 18 á. Đó, chú đi đó cho tới tháng 10 thì được mời đi hội thảo ở bên quận 3 chỗ đường Võ Thị Sáu á. Thì hai vợ chồng chú đi lên đó, vô trong đó phải nói là quá sức người ta đông. Cho nên mình cũng nghĩ là cái thiết bị GH này nó có hiệu quả như vậy. Yeah. Người ta mới đi đông như vậy á. Thì qua trong cái thời gian đó đi về nhà, trong thời gian mà hội thảo đó cứ được biết là người ta lên người ta cảm nhận những cái kết quả của đủ mọi thứ bệnh tật đó. Trong đó là chú mới nhận xét thấy là trong mình nó cũng đang có tiến triển là giống như vậy. Và chú về chú cũng có nói với gia đình với tất cả mọi người là cái máy nó là tốt như vậy đó. Thì suốt thời gian đó cho tới bây giờ chú vẫn đi hoài á, rồi nói qua nó là chứ trong cái thời gian mình cứ lo mình cứ đi vậy thôi, nhưng mà cái bệnh của trong người mình làm như là mình không biết thì nó đã hết rồi. Nó đã hết, nó chỉ, cái gì nó chỉ còn lại là 50% thôi, mà cái nào cũng hết 80-90%, riêng cái bệnh chuyển của chú là mấy năm nay không có thể tái phát. Đó là nó khỏi luôn. Hồi trước chú uống thuốc mà cái chú sợ luôn á, chú phải đi khám hai bệnh viện. Tại vì nếu bệnh viện đi khám 14 ngày, sau 14 ngày nó mới được đi khám, nên chú phải khám Nguyễn Duy Phương xong về khám quận 8, khám quả khám lại về hai chỗ mới mình, tại mình nhiều bệnh quá mà. Yeah. Mình phải khám như vậy. Mà đến bây giờ chú đâu có phải khám bệnh gì nữa đâu, cho nên thuốc thì không uống đó. Chú hồi đó chú uống thuốc và viêm phế quản nó nguy hiểm, nó uống vô là cứ tim nó đập mạnh, cho nên nó sợ uống, nhưng mà thời gian nó vẫn phải uống. Cho tới bây giờ cũng mừng lắm, tại vì chú nó bệnh gì nó cũng giảm hết rồi. Có bệnh là phải luôn, là bệnh chính phải luôn rồi đó. Yeah. Còn đau lưng với lại thoái hóa thế này thì chừng nào mà trời mưa mà thời tiết nó không được tốt ấy, thì nó cũng có hơi đau một chút, nhưng mà nó chỉ 1-2 ngày thôi là nó hết, chứ nó không như hồi xưa. Hồi xưa cái thoái hóa cái lưng của chú mà ngồi xuống không làm gì hết, ngồi xuống thôi là đứng lên không được, đứng lên là phải khom khom lâu lắm mới đứng lên thẳng được.
đó. Bởi vậy cho nên á, cô cũng vậy á, nghe tên cô cũng đi, cô cũng phải đi với chú vậy, là cô cũng có nhiều bệnh trong người lắm. Chú thấy là cái máy GH nó tốt, vì vậy nên chú quyết định là tới tầm này là chú được mua cái máy mai về đó, để cho gia đình mình chịu dung. Tại vì nó có rất là hiệu quả. Chú cũng cảm ơn là trên tập đoàn LG đã đem cái máy GH sang Việt Nam để cho tất cả mọi người cũng đúng lúc là tại cái thời buổi này nó môi trường nó độc hại, nó đủ mọi thứ bệnh tật, nhờ cái máy GH này đem qua đây là đã cho được bao nhiêu người được khỏi bệnh, bao nhiêu người khỏe mạnh, là rất là mừng, rất là cảm ơn tất cả mọi người. Dạ thì vừa rồi thì chú có chia sẻ về cái cuộc hành trình đi tìm sức khỏe của mình và cái khoảng thời gian mà trải qua cái giai đoạn mà mang những cái bệnh trong cơ thể của mình thì đã gây đến rất là nhiều khó khăn cho cái sức khỏe cũng như là sinh hoạt hàng ngày của chú rất là nhiều. Thì sẵn tiện đây thì cô có thể chia sẻ cho các bác được biết thêm được rằng là trước đó là cô mắc phải, mang phải trong người của mình nhiều cái bệnh gì nha cô? Dạ. Cô đi ra hôm nay cô được 54 tuổi. Cô bệnh xương ngòi chừng nào rồi, cái máy giờ mắt này á là cô bệnh là với lần tình hình là rất là nặng. Cô mắc ngủ là thương niên luôn. Ngủ là một đêm, hình như một đêm cô ngủ được có 1 tiếng, 2 tiếng hồ mà. Còn ngày ta giới thiệu cô ngồi mấy mắt này, cô ngồi cô thấy trải nghiệm được hiệu quả tốt rồi cô về ngủ ngon, ngủ rất là sâu. Chứ cô bị cái quá cũng khổ, đau lưng và đau cái đầu gối mà cô ngồi trải nghiệm 2-3 năm. Hồi tư cũng có rồi, ở công ty cũng có, mà cô thấy bệnh cô như giảm là 90%. Cô nói là mình đã hết hẳn rồi, còn nó chỉ là cái đầu gối còn hơi đau chút thôi. Đó. Thì không biết là cô chú mình trải nghiệm khoảng thời gian bao lâu thì mình cảm nhận được cái hiệu quả? Cô ngồi trải nghiệm khoảng là 1 tháng là cô thấy là cô có hiệu quả rồi. Và từ 3 tháng trở lên là cô thấy là cô giảm nhiều dữ lắm. Về cô dễ ngủ nè, ăn cũng ngon miệng hơn, càng ngủ giấc nó sâu hơn. Còn chú thì mình trải nghiệm khoảng thời gian bao lâu ạ? Tại vì chú cũng nhiều bệnh trong người, đúng ra là chú vô cái ngày hội thảo đi là chú đã thấy nó hết cái này là thời gian nó có 3 tháng đi vô. Nhưng mà hình như á, lo bệnh quá mình không có biết gì tới bệnh mình nó hết chưa hay là nó còn á. Mà tới lên đi lên hội thảo thấy người ta phát biểu, với người ta cảm nhận rồi nó mình mới nhớ tới là mình, ôi chứ mình cũng hết như ta đó mà mình cũng... Bệnh thì mình biết chứ nó hết, mình đâu có hết, mình khỏe, mình đâu có để ý gì đâu. Nhưng mà thực sự nó đã là hết rồi đó. Nhưng mà có cái viêm phế quản là nó hết luôn đó. Cái cột sống ở cái đầu gối thì thỉnh thoảng, nhưng mà trời thì nó còn hơi đau nhất chút. Nhưng mà chỉ 1-2 ngày là nó hết thôi. Nên là mình không có thể nào mà rời xa cái rồi hát lại được đâu. Thật sự là như vậy, đi đâu cũng phải đi theo hết. Ngày nay chú cũng ham, muốn rồi chú cũng thiệt mà nói nhỏ gái rồi, nhỏ gái thôi bố coi rồi giờ quay lại cho con đây rồi con cũng để tiền cho bố lắp máy. Thì được biết là chú cũng đã đặt cọc chuẩn bị lắp thiết bị tại nhà rồi. Chú có thể chia sẻ chi tiết thêm cái khoảng thời gian mà cái lúc mà cái giai đoạn mà chú bệnh đó là mình sử dụng thuốc như thế nào và bây giờ thì chú sử dụng thuốc như thế nào rồi ạ? Trời ơi, cái ngày mà bệnh nó là cháu là phải khám hai nhà thương, thấy không? Thì thuốc có rất là nhiều. Uống tim nó đập nhanh lên đó, uống thuốc vô là tim nó đập nhanh, tại vì nó nhiều thuốc quá, nó làm cho mình phản ứng thuốc đó, nó chịu không nổi. Nhưng mà không uống thì nó lại bị bệnh, thì cũng phải uống. Vậy mà từ cái thời gian mà nó giảm bớt, từ hồi mà đi hội thảo về đến giờ á, là chú bớt giảm lại thuốc rất nhiều. Rồi tới bây giờ chú đâu còn uống thuốc, không có đi khám bệnh nữa, chỉ coi ba cái đó, mấy sổ đó là bỏ luôn, không có đi khám nữa. Bây giờ nó không có bị đến đau đầu gối, thỉnh thoảng nó có hơi một chút, nhưng mà nó chỉ 1-2 ngày thôi là nó hết. Chú cũng biết rồi nên giờ chú không uống thuốc nữa, tại uống thuốc nó cũng hại lắm. Nên không uống thuốc, có cái máy này nó hỗ trợ mình rồi, nhà mình không cần uống thuốc đó, chỉ 1-2 ngày là hết thôi. Vì đây mình là chỉ có trải nghiệm được có nửa tiếng thôi, cho nên nó không có hiệu quả được 100%. Nhưng nếu mà máy mà ở nhà rồi á, đêm mình nằm rồi ngày mình nằm thì nó sẽ hiệu quả, đạt hiệu quả không thể ngờ được.
chú đã trải nghiệm rồi, chú biết nó sẽ là không thể ngờ được. Mình chỉ có ngồi con chút quay mà nó còn hiệu quả như vậy mà. Yeah. Khi mà mình có máy về nhà, mình mà nằm ngồi một tiếng thì nó rất là hiệu quả vô cùng. Dạ đúng rồi, khi mà mình có thiết bị tại nhà thì cái hiệu quả nó sẽ cải thiện tốt hơn rất là nhiều. Cao hơn nhiều. Dạ, thì chú có nhận xét gì về cái thiết bị GH này đối với sức khỏe của con người không ạ chú? Tôi thấy cái này rất là văn minh đó. Dạ. Cái máy này rất là văn minh mà hiện đại nữa, ngồi chơi mà chữa được bệnh. Dạ. Chứ có phải làm gì đâu, chỉ việc ngồi thôi là ở trong cơ thể của mình nó sẽ được cải thiện đủ mọi thứ, từ thần kinh cho tới mạch máu cho tới đau nhức, cái gì nó cũng giảm, nó cũng khỏi được, từ giảm rồi nó sẽ khỏi. Thế là cái máy gửi tháp này rất là tốt, rất hiệu quả. Nếu mà mọi người mà có khả năng, tôi nên sắm một cái máy này về nhà cho gia đình sử dụng, rất là tốt, rất là hiệu quả. Tại vì bây giờ mà mình á, có tiền mà mình không có lo sức khỏe, mình đến mà mình nằm xuống rồi thì bao nhiêu cũng chẳng có làm được gì hết. Từ cái ngày dịch đó, cái ngày nghỉ dịch có mấy tháng, trời đầu chú bạc trắng tinh luôn. Không biết mấy tháng. Nó có mấy tháng giờ nó sắp đen lại rồi nè. Rõ ràng là như vậy á. Dạ, hiện tại giờ thì tóc của chú đang bắt đầu đen ở phía sau gáy, đen lên rất là nhiều như các bác nha. Dạ. Có 2-3 tháng dịch mà trời ơi, đầu nó bạc trắng lên. Tự nó bạc chứ mình nói chuyện mình không có lo gì tới cái dịch hết á. Dạ. Nhưng mà tự nó trong người nó vậy á. Dạ. Đó, nó không có, nó đang là ngồi cái máy này bao nhiêu ngày tháng là bây giờ không có nữa, cái bắt đầu nó trở lại. Mày ngồi lại với cô từ ngày cô ngồi máy nãy giờ, cái móng tay của cô nó láng ra với nó hồng hào lên, nó không có còn mà tím tím như cái bàn tay mà móng nó sần sần nữa. Nó móng nó cứng rồi, tóc nó trắng, tóc nó cũng bớt rụng đi nhiều. Móng tay trở nên cứng hơn. Và tóc thì da sáng hơn, tóc thì giảm rụng đi rất là nhiều. Thì cái hiệu quả thì các bác trải nghiệm thấy được rằng cái hiệu quả rất là nhiều. Thì ngoài ra thì chú có thể chia sẻ thêm về một số cái động viên và cái lời khuyên dành cho các bác mình đang và đã sử dụng thiết bị để có thêm cái niềm tin, động lực tiếp tục hỗ trợ trị liệu với thiết bị không ạ? Đó thì theo như ý chú thì tất cả mọi người, cô bác nên cố gắng ngày nào cũng phải đi tới cái thiết bị này, bỏ một chút thời gian thôi mà cái sức khỏe của mình nó sẽ được bền bỉ hơn là nhờ vào cái thiết bị này. Còn nếu mà mình có tiền thì mình mua về nhà thì rất tốt. Nói chung ở đây nhân viên của các cháu rất là lịch sự mà cũng đối đãi tốt mà dễ thương, mà thương khó quá. Rất là tuyệt vời luôn ạ. Thì vừa rồi thì cảm ơn cô chú đã chia sẻ rất là chân thành về những cái trải nghiệm trước và sau khi trị liệu với lại thiết bị GH. Thì sắp tới thì con cũng mong rằng chú sẽ có sớm được cái thiết bị GH tại nhà để cùng đồng hành với thiết bị để cải thiện được cái sức khỏe của mình tốt hơn nữa. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều ạ.